Tụi bay có quên cái gì không? Cái này ngon nè. Được, dở là tôi ký đầu mày nha. Tăng cái này, cái này, cái này nữa. Trời ơi, ủa gấp đi đâu vậy má? Ủa, cái gì vậy? Cái đâu vậy? Các bạn kia nhìn tụi á thôi tụi bay. Mày nói gì vậy? Tao có thấy ai đâu. Thì các bạn bên kia. Nãy tự nhiên tao thấy mày đi qua đó rồi á. Giờ tao thấy rồi á. Ê kìa kìa. Ồ, vậy thôi về đi cho đỡ sợ. Bay, đi đâu vậy? Tụi bay có quên cái gì không? Quên tính tiền kìa mấy ông nội. Ui. Ủa alo, là sao? Tao có nên sợ ông tụi bay? U là trời, nãy mày đi ăn cá viên chiên, xong rồi mày gặp ông bán cá viên chiên, rồi ông chiên cho mày mới cá viên chiên, rồi cũng tự mày mang qua bên kia đóng cá viên chiên làm tụi tao sợ rồi quên trả cho. Ui, ông cá viên chiên đi đâu rồi kìa? Cái xe cá viên chiên mất tiêu luôn rồi. Trời ơi, tao lại tụi mày. Tao mới bán xong tao đi mua đồ ăn nè. Thấy chưa? Vậy mà cũng không yên tụi mày nữa à?